lịch sử diễn viên Kiều Minh Tuấn. Là nam diễn viên nổi tiếng, từng yêu say đắm người phụ nữ một lần đò, có con riêng và hơn 18 tuổi. Kiều Minh Tuấn sinh ngày 26 tháng 2 năm 1988 tại làng Trài Phước Tỉnh, thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là con thứ hai trong một gia đình làm nghề đi biển. Lúc Kiều Minh Tuấn được 8 tuổi thì cha anh qua đời. Mất đi lao động chính trong gia đình, cuộc sống của anh cùng mẹ, chị gái và hai em gái, từ đó cũng trở nên khó khăn hơn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh thi vào trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không trúng tuyển vì thiếu nửa điểm. Tuy nhiên, anh đã đậu vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và theo học tại đây cho đến khi tốt nghiệp. Dù không sở hữu ngoại hình soái ca, nhưng Kiều Minh Tuấn có năng lực về diễn xuất. Năm 2010, anh có vai diễn đầu tiên, dù chỉ là một vai rất nhỏ trong phim Cổng Mặt Trời. Từ năm 2011, nam diễn viên thử sức ở cả mảng sân khấu. Những năm sau đó, Kiều Minh Tuấn chăm chỉ hoạt động và tham gia rất nhiều phim ảnh như Bụi Đời Chợ Lớn, Scandal 2, Hào Quang Trở Lại, Nắng, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, vân vân. Các vai diễn của Kiều Minh Tuấn khi đó chỉ dừng lại ở mức ấn tượng, nên cái tên của nam diễn viên vẫn chưa được biết đến rộng rãi. Phải đến năm 2017, vai nam chính trong bộ phim Em Chưa 18 mới giúp Kiều Minh Tuấn trở thành ngôi sao hạng A với doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Vai diễn này cũng giúp anh đoạt giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thành công nối tiếp thành công, loạt dự án phim điện ảnh bom tấn có sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn. Và chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh đã trở thành ông hoàng phòng vé mới của thị trường phim ảnh qua loạt phim ăn khách như Tiệc Trăng Máu, Chìa Khóa Trăm Tỷ, Nghề Siêu Dễ, Lật Mặt Ba, Ba Chàng Khuyết, Chị 13 Ba Ngày Sinh Tử, Cô Dâu Hào Môn, vân vân. Vừa qua, Kiều Minh Tuấn xuất sắc giành chiến thắng hạng mục nam diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2023 nhờ vào vai Lâm trong phim điện ảnh Kẻ Ẩn Danh. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng nam diễn viên và cho rằng đây chính là thành quả anh xứng đáng có được sau nhiều năm kiên trì và nỗ lực. Sau khi có chỗ đứng vững chắc với nghề diễn, gần đây Kiều Minh Tuấn còn được khán giả yêu thích khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Hai Ngày Một Đêm cùng dàn sao nổi tiếng. Chuyện tình chị em đổ vỡ sau 12 năm gây tiếc nuối. Thành công về sự nghiệp nên chuyện đời tư của Kiều Minh Tuấn cũng gây nhiều chú ý. Nam diễn viên từng có chuyện tình nổi tiếng với đàn chị là Cát Phượng, hơn anh 18 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Cơ duyên Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn gặp nhau là trong một lần nữ diễn viên tham dự lễ tốt nghiệp của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cát Phượng bị ấn tượng với lối diễn duyên dáng của Kiều Minh Tuấn nên ngỏ ý mời anh về đi tấu hài chung. Khi thân thiết, Kiều Minh Tuấn bắt đầu nảy sinh tình cảm với Cát Phượng. Anh cũng từng đánh liều tỏ tình với đàn chị bằng câu nói được nhiều fan phim ngôn tình thích: "Chị, em yêu chị." Tuy nhiên, vẫn phải mất một thời gian dài theo đuổi, Kiều Minh Tuấn mới được đàn chị đồng ý. Cặp đôi chính thức yêu nhau từ năm 2009. Tuy nhiên, trong suốt 6 năm đầu yêu nhau cặp đôi không công khai, bởi Kiều Minh Tuấn muốn phải khi nào có sự nghiệp mới công bố, vì sợ bị dư luận nghi ngờ tình yêu chân thành của mình. Và giữ đúng lời hứa, khi đã trở thành sao hạng A, Kiều Minh Tuấn đã công khai bạn gái dù lệch nhau tới 18 tuổi. Từ đó, cặp đôi thoải mái xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện của showbiz Việt và trong một số chương trình talk show. Kiều Minh Tuấn từng khiến nhiều người suýt xoa khi anh chia sẻ về chuyện tình yêu của mình dành cho đàn chị. Thậm chí, nam diễn viên không chỉ yêu say đắm Cát Phượng mà còn thương con riêng của cô như con ruột. "Tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mà đẹp, thằng bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác, nếu thích." Kiều Minh Tuấn từng chia sẻ trên chương trình Là Vợ Phải Thế. Về phía Cát Phượng, cô cũng dành nhiều lời khen có cánh tới bạn trai. Dù kém tuổi nhưng nam diễn viên rất sâu sắc, lo lắng cho bạn gái. Cát Phượng còn tiết lộ Kiều Minh Tuấn là người đàn ông tốt, không có tính trăng hoa. Tuy nhiên, giông tố nổi lên khi Kiều Minh Tuấn tham gia phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con, đóng cặp với diễn viên An Nguy. Sau khi quay phim xong thì cặp đôi nảy sinh tình cảm, trong khi chưa dứt với người cũ. Ồn ào này khiến phim của Kiều Minh Tuấn bị tẩy chay, danh tiếng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng đã nhanh chóng thoát ra khỏi cơn say nắng với bạn diễn. Dù buồn lòng nhưng Cát Phượng vẫn tha thứ cho bạn trai.
Thế nhưng mối tình của họ chỉ kéo dài thêm vài năm nữa và kết thúc vào 14 tháng 2 năm 2021. Theo các Phượng chia sẻ, nam diễn viên là người chủ động chia tay. Tin tan vỡ của cặp đôi từng khiến nhiều người tiếc nuối. Hiện tại, các Phượng đã có bạn trai mới, còn Kiều Minh Tuấn vẫn kín tiếng đời tư. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!